Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong nghĩa bất kiếp khó tìm cầu. Còn đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tọa Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Viện Chính, phẩm 21. Vua Thiện Sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn vì các đại chúng nói chính luận phương pháp rồi, là bảo đại chúng rằng các ông nên lắng nghe. Tối nay vì các ông nói về nhân duyên, phụng hành pháp thuở xa xưa ấy. Khi đó Đức Phật nói kệ: xưa ta từng làm chuyện luân vương, bỏ đại địa này cùng biển lớn, bốn trân châu báu đều tràn đầy, đem dâng cúng dường các đức Phật. Ta vào thuở xưa vô lượng kiếp, cầu pháp thân chân thật thanh tịnh, cho vật yêu thích đều buông bỏ, cho đến thân mạng cũng không tiếc. Lại kiếp quá khứ khó nghĩ bàn, có đấng chánh biến tri bạo kế. Sau khi Như Lai đó niết bàn, có vua tên Thiện Sinh ra đời, là vua chuyển luân dạy bốn châu. Tận bờ biển cả đều quy phục, có thành tên là Diệu Âm Thanh. Khế vua chuyển luân ở đó, đêm mơ nghe nói phước trí Phật, tôi có pháp sư tên Bảo Tích, ngồi tòa trang nghiêm như mặt trời, dễ nói kinh Kim Quang Vi Diệu. Bây giờ, từ mơ vua tỉnh giấc, khắp châu thân vô cùng hoan hỷ, đến trời sáng ra khỏi cung vua, để đến chỗ chúng tăng tỳ kheo, cung kính cúng dường thánh chúng xong, cho liền thưa hỏi các đại chúng: pháp sư Bảo Tích có đây không? Công đức thành tựu dạy chúng sinh. Bây giờ đại pháp sư Bảo Tích, ngài đang ở trong một tỉnh thất, chánh niệm tụng kinh vi diệu này, thân thẳng chẳng động, tâm an lạc. Có tỳ kheo dẫn đường quốc vương đến chỗ ở của ngài Bảo Tích, thấy ngồi ngay thẳng trong tịnh thất, từ ánh sáng phi diệu khắp thân. Thưa vô, đó chính là Bảo Tích, thọ trì các hạnh Phật sâu xa, gọi là Kim Quang Minh Phi Diệu, trong các kinh là kinh bậc nhất. Chú liền định lễ ngài Bảo Tích, cung kính chắp tay mà cầu tỉnh. Nguyện ấn trang nghiêm như trăng rằm, nói pháp Kim Quang Minh Phi Diệu. Pháp sư Bảo Tích nhận lời vua, hứa khả giảng thuyết kinh Kim Quang khắp cùng trong tam thiên thế giới, chư thiên đại chúng đều hoan hỷ. Vô chợ nơi rộng rãi thanh tịnh, trang trí nhiều cho báu diệu kỳ, nước thơm thượng hạng vẫy bụi trần, vô số loại hoa tung rải khắp. Đem tòa trải bày chỗ cao nhất, treo nhiều cờ, nhiều phướng lộng để trang nghiêm, các loại hương bột và hương xoa, mùi hương lan tỏa khắp mọi nơi. Tu la khẩn na la trời rồng, mà khô lạc già và dạ xoa, chư thiên rưới mưa hoa mạng, đều đến cúng dường tọa cao đó. Là có ngàn vạn ức chư thiên thích nghe chánh pháp đều phân tập. Pháp sư từ chỗ ngồi đứng lên, tất cả dùng hoa trời cúng dường. Lưu ái đại pháp sư Bảo Tích, tắm gội sạch rồi mặc áo mới, đến chỗ pháp tòa trại chúng đông, chắp tay đập bền lòng mà kính lễ. Do trời chúng trời và thiên nữ đều cùng tung rải hoa mạng đà, trăm ngàn dạy trời chẳng nghĩ bàn, và giờ hư không vang tiếng hay. Bây giờ đại pháp sư Bảo Tích liền lên tòa cao ngồi kiết già, niệm ngàn vạn ức đấng đại từ trong các cõi nước khắp mười phương và khắp tất cả khổ chúng sinh, đều khởi niệm từ bi bình đẳng. Rồi vì người thỉnh vô thiện sinh dễ nói Kim Quang Minh Phi Diệu, chưa đã được nghe pháp như trên, chấp thấy một lòng rất hoan hỷ. Nghe pháp hy hữu lệ tuôn rơi, khắp cả thân tâm đều hoan hỷ. Đến lúc ấy, quốc vương Thiện Sinh vì muốn cúng dường kinh điển này, ta dân ngọc mạc ni như ý, phát nguyện vì tất cả chúng sinh có thể ở thiệm bộ châu này, mua xuống chùa ngọc bảy bốc ấp, tất cả những người nghèo thiếu thốn đều được như ý và an lạc. Trời liền mưa bảy báu khắp nơi, trong bốn châu đều thành sung túc, theo nhu cầu chuyển ngọc nghiêm thân, áo quần ăn uống đều không thiếu. Bây giờ đại quốc vương Thiện Sinh thấy bốn châu này mưa châu báu, đêm cúng dường chúng tỳ kheo tăng, tọa trì chi giáo Phật Bảo Kế, đã biết vua Thiện Sinh quá khứ chính là ta Thích Ca Mâu Ni. Vì thuở trước từ bỏ đại địa và bốn châu đầy ấp châu báu, đại pháp sư Bảo Tích thuở xưa vì vua Thiện Sinh nói diệu pháp, nhờ ông khai diễn nói kinh vương, hiện phương đông thành Phật bất động. Do ta đã từng nghe kinh vương, chắp tay một lời nói tùy hỷ, nhiều công đức bố thí bài báu, đạt được thân kim cang tối thắng, tướng kim quang trăm phước trang nghiêm, tất cả người thấy đều hoan hỷ.
mọi hữu tình không ai chẳng thương. Hàng ức thiên chúng cũng như vậy, quá khứ từng làm chuyển luân vương, trải 99 ức ức kiếp, cũng ở nước nhỏ làm quốc vương, là trải vô lượng trăm ngàn kiếp, làm đế thích trải vô lượng kiếp, cũng lại từng làm vua đại phạm. Cũng dường đấng hợp lực đại từ, số lượng đó khó mà cùng tận. Xưa ta nghe kinh khéo tùy hỷ, đạt được phước đức khó suy lượng, do phước ấy chứng đắc bồ đề, đạt được pháp thân trí phía diệu. Bây giờ đại chúng nghe Đức Phật dạy nói như thế xong, khen ngợi chưa từng có, đại nguyện phụng trì kinh Kim Quang Minh, làm cho lưu thông không ngừng. Phẩm 22, chư thiên dược xoa hộ trì. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo thiên nữ đại các tường, nếu có thiện nam thiện nữ có lòng tinh thanh tịnh, muốn đối với các Đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, dùng các thứ cúng dường ví dụ đồng đó cho ta nghĩ bàn để dân cúng và muốn hiểu rõ các hạnh sâu xa của các Đức Phật ba đời, người đó cần phải quyết định hết lòng theo chỗ nào có kinh này, hoặc tại tỉnh ấp xóm làng, hoặc trong rừng về các chúng sinh mà diện nó lưu truyền. Những người ấy nghe phép ấy nên trừ bỏ loạn tưởng, lắng nghe và ghi nhớ. Đến đây Đức Thế Tôn liền vì vị trời kia và các đại chúng mà nói kệ, muốn đối với chư Phật cúng dường chẳng nghĩ bàn, rõ cảnh giới sâu xa của chư Phật Thế Tôn. Nếu nghe thấy diện nói kim quang minh tối thắng, nên đi đến phương đó, có nơi có kinh điển này. Kinh này khó nghĩ bàn, phát sinh các công đức, vô biên biển khổ lớn, giải thoát các hữu tình. Ta xem kinh vua này, trước giữa sau đều thiện, đất sâu đo chẳng được, ví dụ không sánh bằng. Vì sự các sông hằng, bụi đại địa, biển nước biển, đá các núi hư không, không thể ví phần ít. Muốn thể nhập pháp giới, trước nên nghe kinh này. Trong tháp của pháp tánh, khéo ăn trụ sâu xa, ở bên trong tháp ấy thấy Phật Ta Mâu Ni, âm thanh hay vui vẻ, vì nói kinh điển này, để qua hàng ức kiếp, số lượng có nghĩ bàn, sinh ở cõi trời người, thường nó được vui ví diệu. Người nghe kinh Kim Quang nên khởi tâm như vậy, ta được chẳng nghĩ bàn, chú biên các công đức, và sự đám lửa lớn, lan hàng trăm do tuần, nhờ nghe kinh điển này, thẳng qua không lời khổ. Để đến trú xứ kia, được nghe kinh như vậy có thể diệt nghiệp tội và không còn ác mộng. Sau xấu những biến quái, độc, tà mị hết thảy, khi được nghe kinh này, các ác liền lìa xa, bày tòa cao trang nghiêm. Tình diệu như hoa sen, pháp sư ở trên tòa ngồi giống như rồng lớn, an tọa trên đó xong nói kinh sâu xa này, gây chép và trì tụng vì người giảng nghĩa kinh. Pháp sư rời tòa này đi đến nơi phương khác. Ở trong tòa cao này, tướng thần tông rất nhiều. Hoặc thấy tượng pháp sư vẫn còn trên tòa cao, hoặc khi thấy Thế Tôn và cả các Bồ Tát, hoặc làm tượng phổ hiền, hoặc như diệu các tường, hoặc thấy đấng từ thị hiện thân trên tòa cao, hoặc thấy tướng hy hữu và cả tượng chư thiên, nghe được nhìn dung nghi, bỗng nhiên lại biến mất. Thành tựu những cái tường mà việc đều như ý, công đức đều viên mãn. Thế Tôn nói như vậy, tối thắng có danh thơm, diệt trừ các phiền não và tan giặc nước khác, chiến đấu luôn được thắng, không hề thấy ác mộng và tiêu các độc hại. Nếu tạo ba nghiệp tội nhờ sức kinh dị tan, ở tại thiệm Bộ Châu, danh thơm vang lần khắp, tất cả các quán kết đều luôn luôn lìa bỏ, về sự kẻ địch đến, ngay danh liền lùi tan, không cần động bên đao, hai quân đều vui mừng. Phạm vương và đế thích, tứ thiên vương hộ thế, đại tướng chánh liệu tri và dược xóa kiếm can, long vương vô nhiệt trì và ta yết la nữa, nhạc thần khẩn na la, tô la kim, chim cánh vàng, thiếu nữ đại biện tài, cùng trời đại các tường, những vị trời đứng đầu, thống lãnh chúng chư thiên, thương cúng dường chư Phật, pháp bảo chẳng nghĩ bàn, tâm luôn luôn hoan hỷ, cung kính các kinh điển, những chúng chư thiên này đều cùng chung suy nghĩ, xem người nào tu phước, rồi cùng nói lên rằng nên xem hữu tình này đều là đại phước đức, lực tinh tấn căn lành sẽ sinh lên trời ta, vì nghe kinh sâu xa tâm cung kính đến đây, cúng dường tháp thờ pháp và tôn trọng chánh pháp, thương xót các hữu chứ chúng sinh, làm điều lợi ích lớn đối kinh điển sâu xa, làm pháp khí quý báu, nhập vào pháp môn này là thể nhập pháp tánh với kim quang minh này, nên nghe nhận hết lòng người đó từng cúng dường chứa lượng trăm ngàn Phật, nhờ các lành cúng dường để nghe kinh điển này,
Như vậy các thiên vương, thiên nữ đại biện tài và thiên nữ Cát Tường cùng với tứ thiên vương, vô số thần dược xoa có thần thông dũng mãnh đều ở khắp bốn phương thường đến mà ủng hộ. Rồi nhật nguyệt đế thích, các thần gió nước lửa, phệ xuất nô đại kiên, diêm la và biện tài, tất cả các hộ thế dũng mãnh uy thần đủ, ủng hộ người trì kinh, người đem thường không rời. Vua dược xoa đại lực Na La Chiên tự tại, chánh liệu tri đứng đầu, 28 dược xoa, trăm ngàn dược xoa khác, có đại lực thần thông. Những nơi nào sợ hãi thường đến hộ người đó, vua dược xoa Kim Cang cùng 500 quyến thuộc, vua dược xoa Bảo Vương, các chúng đại Bồ Tát, thường đến hộ người này, và cả vua Mãn Hiền, Kim Tỳ La Khoáng Giả, Tân Độ La Hoàng Sắc. Những vua dược xoa ấy có 500 bà con, thấy người nghe kênh này đều cùng đến ủng hộ. Kiên Thác Bà, Thải Quân, Vi Vương, Thường Chiến Thắng, Châu Cảnh và Thanh Cảnh cùng Bột Lý Sa Vương, Đại Tối Thắng Đại Hắc, Tô Bạc Noa Kê Xá, Bán Chi Ca Dương Túc cùng với Đại Bà Già, Tiểu Cư và Hộ Pháp và cả Nhĩ Hầu Vương, Châm Mao và Mộc Chi, Bảo Phát đều đến hộ. Đại Cờ, Nặc Câu La, Chiên Đàn, Dục Trung Thắng, Xá La và Tiết Sơn và cả Bà Đa Sơn đều có đại thần thông hùng mạnh đủ các đủ đại lực, thế người trì kinh này đều đến mà ủng hộ. Na La Bà Đáp Đa và cả Ta Yết La, Mục Chân Ế La Diệp, Nan Đà Tiểu Nan Đà, trong trăm ngàn loài rồng thần thông đủ uy đức cùng hộ người trì kinh ngày đêm chẳng rời khỏi. Bà Rỉ La Hồ La, Tỳ Ma Chất Đa La, Mẫu Chi Thiêm Bạc La, Đại Kiên Già Hoan Hỷ và Atula Vương cùng vô số thiên chúng sức lớn có dũng cường đều đến hộ người đó. Thần A Lợi Đệ Mẫu, 500 chúng dự xoa người đó thức hay ngủ từ đến mà ủng hộ. Chiên Trà Lợi dự xoa, Chiên Trị Nữ, Cung Đế Câu Thác Sĩ hút tinh khí chúng sinh. Những chúng thần như vậy có thần thông đại lực thương hộ trì người kinh ngày đêm chẳng rời khỏi. Trời biện tài đứng đầu, vô lượng các thiên nữ, trời các tường lớn nhất cùng với các quyến thuộc và nữ thần đại địa, thần vườn rừng quả trái, thần cây thần sông ngòi, các vị thần giữ tháp. Những thiên thần như vậy tâm vô cùng hoan hỷ đều đi đến ủng hộ người đọc tụng kinh này, để có người trì kinh thêm tuổi thọ sức khỏe phước đức và uy quan, tứ phi diệu trang nghiêm, tên tố hiện tai biến, khổ nạn người này bị, mơ thấy giữ ít lành, đều khiến cho trừ diệt. Nữ thần này đại địa có uy thế kiên cố, nhờ năng lực kinh này phát vị luôn đầy đủ, đất màu mỡ lan tràn hơn hàng trăm do tuần, địa thần khiến vị trên thấm nhuần vào đại địa, đất này dày 60 hơn 8 ức thiền na, đến giới hạn kim cang vị đất đều trồi lên. Cho nghe kinh chúa này được công đức rất lớn, hay khiến các thiên chúng đều nhờ lợi ích đó, lại khiến các thiên chúng uy lực có ánh sáng, thường an lạc hoan hỷ, không còn tướng suy giảm. Ở châu Nam tiệm bộ, thần lúa gạo trái rừng, nhờ uy lực kinh này, lòng thường được hoan hỷ, mùa màng đều thành tựu, nơi nơi hoa tươi đẹp, quả trái luôn xum xuê, đầy khắp nơi đất đai, tất cả các cây báu, cây trái và cả mọi vườn rừng đều ra hoa tươi đẹp, luôn tỏa ngát mùi hương. Mọi loài cỏ cây cối đều trổ hoa xinh đẹp và kết trái ngon ngọt khắp nơi đều lan tràn. Ở châu Nam thiệm bộ, vô lượng các long nữ tâm vô cùng hoan hỷ đều cùng chào trong ao, gieo trồng phân đà lợi và hoa bát đầu ma, hai loài sen xanh trắng bao đầy khắp trong ao. Do y lực kinh này nên hư không trong sạch, mây mù đều trừ hết, tối tâm được sáng lên, mặt trời ngàn tia sáng không bẩn sáng sạch trong. Do y lực kinh này tỏa sáng quanh bốn phương. Lực uy đất kinh này giúp đỡ cho thiên tử đều dùng vàng thiệm bộ xây dựng các cung điện, mặt trời vừa mới mọc, thế châu này vui mừng. Thường dùng ánh sáng lớn soi sáng khắp mọi nơi. Ở trong đại địa này có những ao hoa sen, lúc mặt trời vừa soi không đâu chẳng nở hoa. Ở thiệm bộ châu ấy, các quả thuốc ruộng đồng đều khiến cho tươi tốt khắp đất đai đầy đủ. Do y lực kinh này nơi nhật nguyệt chiếu đến, tinh tú không trái thời, gió mưa đều thuận thời, khắp nơi ở thiệm bộ quả nước đều thịnh vượng. Chỗ nào có kinh này,
thù thắng hơn mọi phương. Nếu kim quang minh này, nơi kinh điển lưu hành, có người nào giảng tụng đều được phước như trên. Bây giờ thiên nữ này các tường và chư thiên nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng. Đối với kinh vương này và người thọ trì, họ đều nhất tâm ủng hộ, khiến cho người ấy không còn lo buồn, tuần được an lạc. Phẩm 23 Thọ Ký. Bây giờ Đức Như Lai ở giữa đại chúng và nói pháp xong, vị Bồ Tát Diệu Tràng và hai người con của ấy là Ngân Tràng và Ngân Quang tọa ký vô thượng cho đại chánh giác. Có 10.000 thiên tử do tối thắng quang minh làm thượng thủ, đều từ tam thập tam thiên đi đến chỗ Đức Phật, đặt lại dưới chân Đức Phật, lui về ngoài một bên, nghe Đức Phật nói pháp. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Diệu Tràng, ông vào đời sau qua vô lượng của số trăm ngàn vạn kiếp ở thế giới kim quang minh sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Kim Bảo Sơn Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiện tệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Sau khi Đức Như Lai này bán niết bàn và giải pháp của Như Lai cũng đều diệt hết, từ người con lớn tên Ngân Tràng liền ở cõi này được bổ xứ thành Phật tiếp theo. Thế giới này bây giờ đổi tên là Tinh Tràng, vì ấy sẽ được làm Phật, hiệu là Kim Tràng Khoa Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiện tệ thế gian giải, do thường sĩ điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Sau khi Đức Như Lai này bác niết bàn và các giáo pháp cũng đều diệt hết, thì người con thứ Ngân Quang liền bổ xứ thành Phật trở lại cõi này, vì ấy sẽ được làm Phật, hiệu là Kim Quang Minh Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiện tệ thế gian giải, do thường sĩ điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Lúc đó 10.000 thiên tử nghe ba vị đại sĩ được tọa ký rồi, đã được nghe kinh vô tối thắng vương như vậy, lòng rất vui mừng, thanh tịnh không có bẩn giống như hư không. Bây giờ Đức Như Lai biết tiền căn của 10.000 vị thiên tử đã thành thục, đã liền tọa ký đại bồ đề cho họ. Thiên tử các ông vào đời vị lai, qua vô lượng vô số trăm ngàn phần ức vô số kiếp, ở thế giới tối thắng nhân đà la cao tràng, sẽ được thành vô thượng chánh đại chánh giác, cùng một dòng họ là cùng một danh hiệu là Diện Mục Thanh Tịnh Ước Mát La Hương Sơn, với 10 hiệu đầy đủ. Có như vậy theo thứ tự 10.000 Đức Phật xuất hiện ở đời. Bây giờ thân cây Bồ Đề bạch Đức Phật và Thế Tôn, 10.000 thiên tử này từ cõi trời tam tập tam bị nghe pháp nên đến chỗ Đức Phật. Vì sao Đức Như Lai đều thọ ký cho họ sẽ được thành Phật? Bà Thế Tôn, con chưa từng nghe những thiên tử này tu tập đầy đủ sắp pháp ba la mật đa, hạnh khó hạnh khổ, sẽ bỏ tay chân động mắt tụy não quyến thuộc vợ con, voi ngựa xe cổ thô tỳ tuổi tớ cung điện vương trần vàng bạc, lô ly xa cừ mã não sang hôn khổ phách bất ngọc ca bối, thực phẩm y phục đồ nằm túc thang, như vô lượng trăm ngàn Bồ Tát khác dùng những đồ cúng dường mà cúng dường vô số trăm ngàn phản ức vô số Đức Phật đời quá khứ. Như vậy Bồ Tát phải trải qua vô lượng vô biên kiếp rồi sau đó mới được tọa ký đạo cho thượng chánh đại chánh giác. Bà Thế Tôn, những thiên tử này do nhân chuyên gì, tu hành hạnh thù thắng nào, gieo trồng căn lành gì mà từ cõi trời kia đến, chỉ vừa nghe pháp liền được thọ ký, nguyện xin Thế Tôn vì con giảng nói, đoạn trường lưới nghi ngờ. Đức Phật bảo này thần cây thiện nữ thiên, đúng như lời ngươi nói, họ đều tự nhân duyên căn thiện thù thắng với chịu, cần khổ tu hành rồi mới được thọ ký. Những thiên tử này ở thiên cung vi diệu xả bỏ niềm vui năm dục nên đến nghe kinh Kim Quang Minh này, đã nghe được pháp rồi, đối với kinh này họ bất tâm ân cần tôn trọng thanh tịnh như lưu ly, không hề có lỗi lầm. Họ lại còn được nghe việc thọ ký của ba vị đại bồ tát này, và cũng do nhân duyên thệ nguyện tu hành hạnh chân chánh đã lâu trong quá khứ, vậy nên hôm nay ta thọ ký cho họ và đời vị lai sẽ thành cho thượng trên này chánh giác. Vì thần ca nghe Đức Phật nói rồi hoan hỷ kính tin. Phẩm 24 trừ bệnh. Đức Phật bảo thần Cây Bồ Đề rằng, này thiện nữ thiên, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ điều đó. Hôm nay ta sẽ vì ngươi nói về nhân duyên bản nguyện của 10.000 thiên tử đó. Này thiện nữ thiên, thuộc quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bạn A Tăng Kỳ kiếp, bây giờ có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Bảo Kế Như Lai, ứng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Nay thì nữ thiên, sau khi Đức Thế Tôn đó bác niết bàn và chánh pháp diệt rồi, ở trong đời tượng pháp có bị vô tên thiên tự tại quan thường dùng chánh pháp giáo hóa dân chúng giống như cha mẹ. Trong vương quốc này có một vị trưởng giả tên là Trì Thủy,
giỏi về y thuật, thông suốt tâm thuật, trị bệnh khổ của chúng sinh. Bốn đời không được an ổn đều có thể cứu chữa trị liệu. Này thì nữ thiên, bây giờ tuổi giả trì thủy, chỉ có một người con trai tên là Lưu Thủy, tướng mạo khôi ngô mà người ưa nhìn ngắm, bẩm tính thông minh, giỏi thông các luận thư họa, toán ấn không gì chẳng thông đạt. Khắp trong nước ấy có vô lượng trăm ngàn các loại chúng sinh đều gặp phải dịch bệnh, mọi khổ bất ngặt, thậm chí không còn chút an vui. Này thì nữ thiên, bây giờ ông trưởng giả Lưu Thủy thấy vô lượng trăm ngàn chúng sinh chịu các bệnh khổ, khởi lên lòng đại bi mà nghĩ như vậy. Vô lượng chúng sinh bị những cực khổ bất ngặt, trưởng giả cha ta tuy giỏi các phương thuốc thông suốt tám thuật, có thể chữa trị mọi bệnh vốn đại tăng giảm, nhưng ông đã suy ngực già cả, ốm yếu, cần sự nâng đỡ mới có thể bước đi được, không thể đi đến những thành ấp xóm làng để cứu những bệnh khổ được nữa. Nên là có vô lượng trong ngày chúng sinh được gặp phải bệnh nặng, không ai có thể cứu được. Ta này phải đến chỗ cha ta vì thầy thuốc giỏi, để học hỏi pháp bí truyền của các phương thuốc trị bệnh. Đã được thông suốt rồi, ta sẽ đi đến chỗ thành ấp xóm làng, cứu chữa các loại bệnh tật của chúng, của các chúng sinh, khiến cho họ được an lạc lâu dài. Người con của trưởng giả nghĩ vậy rồi, liền đi đến chỗ cha, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, chắp tay cung kính lui về đống một bên, để dùng kệ xin cha. Xin cha hiền thương xót, con muốn cứu chúng sinh, thưa hỏi y phương nguyện cha vì con nói, vì sao thân suy hoại, các đại có tăng giảm, và lúc nào chúng sinh bị phát sinh tật bệnh, phải uống ăn thế nào để luôn được an lạc, có thể khiến trong thân hơi nóng chẳng suy giảm. Chúng sinh có bốn bệnh, bệnh phong và bệnh nhiệt, bệnh tổng hợp đàm âm, làm sao mà trị liệu? Khi nào khởi bệnh phong, lúc nào bệnh nhiệt phát? Khi nào động đàm ấm, lúc nào sinh tổng hợp? Ông trưởng giả đó nghe con nói rồi là dùng kẻ đáp: ta y các tiên xưa có các pháp trị bệnh, lần lượt nói cho con lắng nghe cứu chúng sinh. 3 tháng là mùa xuân, 3 tháng là mùa hạ, 3 tháng gọi mùa thu, 3 tháng gọi mùa đông. Để tính thêm 1 năm, mỗi mùa có 3 tháng. Nếu mỗi mùa 2 tháng thì 1 năm 6 mùa. Giêng 2 là mùa hoa, 3-4 là mùa nóng, 5-6 là mùa mưa, 7-8 gọi mùa thu, 9-10 là mùa lạnh, 2 tháng cuối băng tuyết. Đã biết rõ như vậy, cho thuốc chớ lầm lẫn, nên tùy theo các mùa điều chỉnh việc ăn uống, do bụng cho tiêu hóa, mọi bệnh chẳng sinh được. Thời tiết nếu biến đổi, bốn đại cũng đổi theo, lúc này không thuốc men, nhất định sinh bệnh khổ. Thầy thuốc rõ 4 mùa, lại biết 6 mùa ấy, 7 thành phần của thân, ăn uống không, thuốc không sai, là về giới, cao xương, máu thịt và não tủy. Khi bệnh nhập vào trong, biết có trị được không? Bệnh có 4 loại khác là phong, nhiệt, đàm, âm và cả bệnh tổng hợp. Nên biết lúc phát lên, mùa xuân đàm âm động, mùa hạ bệnh phong sinh, mùa thu tăng hoàng nhiệt, đông cả 3 khởi lên. Xuân ăn chất cay nóng, hạ nóng mặn chua thêm, mùa thu lạnh ngọt béo, chua béo ngọt mùa đông. Ở trong 4 mùa ấy, ăn uống thuốc và ăn uống, nếu đúng vị như vậy, các bệnh không thể sinh. Sau ăn, bệnh do âm, khi ăn tiêu do nhiệt, sau tiêu bệnh do phong, định bệnh và biết rõ. Biết nguyên do bệnh xong, từ bệnh mà trả thuốc, như bệnh trạng lạ lùng, trước phải trị gốc bệnh, dầu mỡ trị bệnh phong, bệnh nhiệt uống đồ mát, bệnh âm khiến ói mửa, phải cả 3 thứ thuốc. Có đủ âm nhiệt phong, gọi là bệnh tổng hợp. Tuy biết bệnh phát khởi, nên xem tính gốc bệnh, xem biết xong như vậy, tùy lúc mà cho thuốc, không sai thuốc uống ăn, đó là thầy thuốc giỏi. Tám thuật phải biết thông, bao quát các phương thuốc. Nếu thông suốt điều này, bệnh chúng sinh trị được, chăm cứu chữa vết thương, bệnh nhân, bệnh thân, bệnh quỷ thần, bị độc, bệnh trẻ con, kéo dài thêm khí độc, thì trước xem hình sắc,
lời nói và tính tình. Hỏi nằm mộng thế gì, biết phong nhiệt ấm lạ, đầu ít tóc, ốm gầy, thì tâm không ổn định. Nói nhiều, mộng thấy bay, người ấy có tánh phong. Tuổi trẻ mọc tóc trắng, nhiều mồ hôi, hay giận, mơ thấy lửa thông minh, người ấy có tính nhiệt. Tâm định thân ngay ngắn, nghĩ ngợi, đầu thâm ướt, mơ thấy vật nước trắng, nên biết là tính âm. Người có tính tổng hợp hoặc hai hoặc độ ba, có cứ có một tăng rồi nên biết là tính ấy. Đã biết tánh tình xong, định bệnh rồi cho thuốc. Nghiệm không bị tướng chết mới là người đáng cứu. Cảnh đảo lộn các căn, người phải nhờ thầy thuốc. Bạn bè lại giận hờn nên biết là tướng chết. Mắt trái đổi màu trắng, sống mũi lệch, lưỡi đen, vành tai thay đổi khác, môi dưới trễ xuống luôn, hay là lạc một loại, có đầy đủ 6 vị, có thể trừ mọi bệnh. Không kỵ các thuốc hay, ba vị cây, ba quả, trong các thuốc dễ tìm, đường cát, mật, tô, sữa, có thể trị mọi bệnh. Từ những vị thuốc khác, tùy theo bệnh tăng thêm, trước khởi lòng tự mẫn, chớ tham lam tài lợi. Ta đã bị con nói việc cần trong chữa trị. Lấy đây cứu chúng sinh, được phước báo cho biên. Này thì nơi thiên bấy giờ trưởng giả tử lưu thủy, tự thân thu hỏi cha mình điều quốc yếu của tám thuật, bốn đại tán giảm, thời tiết chẳng đồng, phương pháp ăn uống, trị bệnh. Để biết rõ ràng, tự người có thể đủ sức, có thể cứu chữa trị liệu mọi bệnh. Ông liền đến thành ấp, khắp thành ấp xóm làng, có chỗ nào có trăm ngàn giải ước chúng sinh bệnh khổ, ông đều đi đến chỗ ấy, khéo léo dùng lời an ủi dỗ dành, nói như vậy: Tôi là thầy thuốc, tôi biết rõ các phương thuốc. Hôm nay vì các người trị liệu mọi bệnh đều khiến cho được khỏi. Này thì nữ thiên, bây giờ mọi người nghe trưởng giả tử nói lời, khéo léo an ủi dỗ dành và hứa vì họ trị bệnh. Có dư lượng trong ngày chúng sinh bị bệnh rất nặng nghe lời nói này rồi, thân tâm rất vui mừng, được điều chưa từng có. Do nhân duyên này nên các bệnh khổ của họ đều được tiêu trừ, sức lực đầy đủ, bình phục như cũ. Này thì nữ thiên bấy giờ, là có dư lượng trong ngày chúng sinh bệnh khổ trầm trọng rất khó chữa trị, thì liền cùng nhau đi đến chỗ trưởng gia tử. Một lần nữa xin được trị bệnh, trưởng gia tử liền dùng thuốc hay cho uống, tất cả đều được khỏi bệnh. Này thì nữ thiên, trưởng gia tử ở trong nước này thì bệnh khổ cho trăm ngàn và ước chúng sinh đã được trừ khỏi. Phẩm 25, trưởng giả tự lưu thủy. Bây giờ Đức Phật bảo thần cây bồ đề, này thì nữ thiên, bây giờ trưởng giả tự lưu thủy vào thuở xa xưa, trong nước của vua thiên tự tài quang trị bệnh, trị các bệnh khổ của các chúng sinh, khiến cho họ được bình phục, được niềm vui yên ổn. Các chúng sinh do được khỏi bệnh nên tu nhiều phước đức, thực hành bố thí rộng rãi, do được an vui nên họ liền cùng nhau đi đến chỗ trưởng giả tử. Tất cả đều tôn kính thưa hay thay ngài đại trưởng giả tử, khéo có thể làm tăng trưởng các vị phước đức, làm tăng thêm cho chúng con sự yên ổn và tuổi thọ. Ngài quả thật là bậc đại lực y vương, bậc bồ tát từ bi, bậc dịu nhàng y dược, giỏi chữa trị cho lượng bệnh khổ của chúng sinh. Cứ như vậy họ xưng dương tán thán cùng khắp các thành ấp. Này thì nơi thiên, vợ của trưởng giả tử tên là Thủy Kiên Tạng, có hai người con, một tên là Thủy Mãn, hai tên là Thủy Tạng. Lúc đó ông Lưu Thủy đem hai đứa con ấy lần lượt dạo qua các thành ấp xóm làng, đi qua chỗ rừng sâu núi thẳm thì các cầm thú thuộc loại ăn thịt như chó sói, chuồn, diều hâu, vân vân đều chạy bay về một hướng. Trưởng giả tử nghĩ rằng những loài cầm thú này phải cho duyên gì mà bay chạy về một hướng, ta phải theo đến đó để quan sát. Ông liền đi theo thì thấy có cái ao lớn tên là Giả Sinh, nước trong ấy sắp hết. Ở trong ao này có rất nhiều cá. Ông Lưu Thủy nhìn thấy phát khởi lòng đại bi, có vị thần cây thể hiện một nửa thân hình, nói rằng: hay thay này thì nam, ông có tên thật nghĩa là Lưu Thủy, thì hãy thương xót những con cá này nên cho chúng nước. Có hai nhân duyên tên là Lưu Thủy, một là có thể làm nước chảy, hai là có thể cho nước.
Ông đây cần phải theo tôi mà làm. Lúc đó ông Lưu Thủy hỏi thằng Khai rằng số cá này có bao nhiêu. Thằng Khai đáp rằng số tròn 10.000. Này thì nữ thiên, ông trưởng giả tử nghe con số này rồi thì càng khởi lòng bi thương bội phần. Cao lớn này bị mặt trời thiêu đốt, nước không còn bao nhiêu. Mấy ngày con cá đó sắp bị chết, dùng dãy lung tung thấy ông trưởng giả. Lòng có điều hy vọng nên đuổi theo ngắm nhìn, mắt nhìn không rời. Trưởng giả tử thấy việc vậy rồi chạy đi bốn phương tìm kiếm giọt nước, nhưng rốt cuộc chẳng thể được, lại không, lại trông về một bên. Thấy có cây đại thọ, ông liền leo lên nhặt lấy cành lá để làm bóng mát cho đàn cá. Ông lại đi tìm kiếm nguồn nước trong ao này từ đâu đến. Từ kiếm mở thấy một dòng sông lớn tên là Thủy Sinh. Bên bờ sông này có những người đánh cá vì bắt cá nên ở chỗ thượng nguồn của sông họ tháo bỏ nước chặn cho chảy xuống ao. Ở chỗ đã tháo rốt cục rất khó tu bổ. Trưởng giả liền nghĩ rằng ven rừng núi cao sau này giả sử có 100.000 người, trải qua 3 tháng làm việc cũng chưa có thể xong, huống là một mình ta mà đủ sức hoàn thành ư. Trưởng giả tử mau chóng trở về chỗ cũ, trở về thành cũ, đến vô vị đại vương, đầu mặt đại lễ dưới chân, lui về đứng một phía chắp tay cung kính thưa: tôi vì dân chúng trong cả nước của đại vương chữa trị các loại bệnh đều khiến cho yên ổn, lần lượt đi đến đường sâu tới một tôi có một cái ao tên là Giả Sinh. Nước ao ấy sắp khô cạn, có 10.000 con cá bự. Con cá bị sự thiêu đốt của mặt trời chẳng bao lâu nữa sẽ bị chết. Nguyện xin đại vương từ bi mẫn niệm cho 20 con voi lớn chở nước đến để cứu mạng những con cá đó, như tôi đã đem lại mạng sống của những người bệnh. Bây giờ vị đại vương liền sai vị đại thần tức tốc cho vị thầy thuốc này voi lớn. Vị đại thần đó phân lệnh vua thưa với trưởng giả tử rằng: hay thay thưa đại sĩ, nay ngài có thể tự đến trong chuồng voi tùy tiện chọn lấy 20 con voi lớn để làm lợi ích cho chúng sinh, khiến cho chúng được an vui. Lúc đó ông Lưu Thủy và hai người con đem 20 con voi lớn lại lượm từ nhà bán rượu nhiều túi bằng da, đi đến chỗ tháo nước, dùng túi da đựng nước cho voi chở ao, chở đến ao. Đổ vào trong ao, nước liền đầy khắp trở lại như cũ. Này thì nơi thiên, ông trường già tử ở bốn bờ ao đi giáp phòng mà nhìn những con cá kia lại men theo bờ mà đi theo. Trường già tử lại nghĩ rằng những con cá vì sao theo ta mà đi, nhất định chúng bị sao đó bức ngặt, nên là muốn theo ta để xin thức ăn, ta phải cho chúng. Bây giờ trường già tử Lưu thì bảo con mình rằng con chọn lấy một con voi mạnh nhất, mau chóng về nhà trình bày với trưởng giả cha ta những đồ vật ăn được có ở trong nhà, cho đến phần ăn của cha mẹ và cả phần của vợ con nô tỳ đều thâu lấy hết mang đến đây ngay. Bây giờ hai người con vâng lời cha dạy bảo, cơ con quan mạnh nhất mau vội vã về nhà, đến chỗ ông nội thu lại những việc như trên và lấy những đồ vật ăn được trong nhà đặt trên lưng voi, vội vàng trở lại chỗ cha. Đến bờ ao đó, lúc đó ông Lưu Thủy thấy con mình sắp chết, thấy con mình đến, thân tâm rất vui mừng, liền lấy thức ăn tung rải khắp trong ao. Cá được ăn rồi, tất cả đều no đủ. Ông liền nghĩ rằng ta nay bố thí đồ ăn khiến cho cá được toàn mạng, quyền đến đời sau sẽ bố thí nhiều món ăn pháp cứu giúp đầy đủ vô biên. Ông lại nghĩ suy, ta trước đã từng ở chỗ rừng Thanh Bản thấy một vị tỳ kheo tụng kinh Đại Thừa, nói pháp cốt yếu sâu xa của 12 duyên sinh. Lại nữa trong kinh còn nói, nếu có chúng sinh khi sắp qua đời mà được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Kế thì liền được sinh lên cõi trời. Nên ta phải vì 10.000 con cá này diễn nói 12 duyên khởi sâu xa, và cũng nên xưng nói danh hiệu Đức Như Lai Bảo Kế. Tuy nhiên ở Thiền Bộ Châu có hai loại người, một là người tin sâu vào Đại Thừa, hai là người chẳng tin chê bai Đại Thừa. Nhưng ta cũng phải vì những con cá kia khiến chúng tăng trưởng lòng tin. Trưởng giả tử lại tự nghĩ như vậy, ta vào trong ao có thể vì tất cả các con cá nói pháp sâu xa vi diệu. Nghĩ thế rồi ông liền vào trong nước sướng lên rằng: Nam mô quá khứ Bảo Kế Như Lai ứng chế biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế chân giả vô thường sĩ, điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật này thời xưa khi tu hạnh Bồ Tát đã phát nguyện, tất cả các chúng sinh ở các cõi khắp mười phương khi sắp qua đời được nghe danh hiệu của ta thì sau khi qua đời
tôi xin lên cõi trời Tam Thập Tam. Bây giờ ngài Lưu Thụy là bị đàn cá trong ao chịu nói pháp vi diệu sâu xa như vậy, cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, đó gọi là vô minh chuyên hành, hành chuyên thức, thức duyên danh sinh danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ não. Cái này diệt nên cái diệt, đó gọi là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục xứ diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt, lão tử diệt thì ưu bi khổ não diệt. Như vậy các khổ vẫn đều trừ diệt. Nói pháp này rồi ông lại vì cá nói Đà La Ni 12 duyên khởi tương ứng rằng: Đã đi tha, tỳ chiếc nỉ, tỳ chiếc nỉ, tỳ chiếc nỉ, tăng tắc chị nỉ, tăng tắc chị nỉ, tăng tắc chị nỉ, tỳ nhị nỉ, tỳ nhị nỉ, tỳ nhị nỉ, tả ha. Đã đi tha, đa nhị nỉ, na nhị nỉ, na nhị nỉ, sát trị nỉ, sát trị nỉ, sát trị nỉ, táp bát lý thiết nỉ, ta bác lý thiết nỉ, ta bác lý thiết nỉ, ta ha, đát điệt tha, bề đạt nỉ, bề đạt nỉ, bề đạt nỉ, tất lý, sắc nỉ nỉ, tất lý sắc nỉ nỉ, tất lý sắc nỉ nỉ, ổ ba địa nỉ, ổ ba địa nỉ, ổ ba địa nỉ, ta ha, đát điệt tha, bà tỳ nỉ, bà tỳ nỉ, bà tỳ nỉ, sa đệ nỉ, sa đệ nỉ, sa đệ nỉ, sa ma nỉ nỉ, sa ma nỉ nỉ, sa ma nỉ nỉ, ta ha. Bây giờ khi Đức Thế Tôn về các đại chúng nói về nhân duyên thuở xưa của trưởng giả, thì các chúng trời người đều khen chưa từng có. Thế đại thiên vương đều ở chỗ của mình cùng nói kệ: Hay thay Đức Thế Ca nói diệu pháp minh chú, sinh phước trừ các ác, 12 chi tương ứng. Chú con cùng nói chú ủng hộ pháp như vậy, nếu người nào trái ngược chẳng khéo tùy thuận theo, thì đổ vỡ bảy phần như lan hương tiêu vậy. Chúng con ở trước Đức Phật cùng nói thần chú rằng: Đại địa tha tứ linh mềm yết đề kiện đà lý chiên trà lý địa lệ tao phạt lệ thạch tứ phạt lệ bồ la bố lệ cô cụ mạc đệ kỳ la mạc đệ đạt địa một khế cụ lỗ ba mẫu lỗ bà cụ trà mẫu lỗ kiện đề đổ lỗ đổ lỗ tỳ lệ y nên tất tất nên đạp côn đạt đạp côn ô tất đát lý ô xuất tra la phạt đệ ác lạc ta phạt đệ bác đổ ma phạt đệ cô tô ma phạt đệ tả hà. Đức Phật bảo rằng: Này thì nói thi, bây giờ ông trưởng giả tử Lưu Thủy và hai người con bị cá trong ao đó cho nước cho thức ăn và nói pháp xong đều cùng nhau trở về nhà. Từ nhà tử Lưu Thủy này thời gian sau đó dân có tụ hội tụ họp tổ chức vui chơi âm nhạc nên say rượu nằm ngủ, mười ngàn con cá đồng thời qua đời và sẽ lên cõi trời Tam Thập Tam. Chúng khởi ý nghĩ: Chúng ta do nhân duyên nghiệp lành gì mà sẽ lên cõi trời này? Chúng liền nói với nhau rằng: Trước đây chúng ta ở trong Thiện Bồ Châu, là trong loài súc sinh cùng chịu thân loài cá. Ông trưởng giả tử Lưu Thụy cho chúng ta nước và đồ ăn, là vì chúng ta nói pháp sâu xa, 12 duyên khởi và Đà La Ni lại sẽ danh hiệu Đức Như Lai Bảo Kế. Do nhân duyên đó khiến cho chúng ta được sẽ lên cõi trời này. Vậy nên chúng ta hôm nay để đi đến chỗ trưởng giả tử đó mà bảo ân cúng dường. Bây giờ 10.000 vị thiên tử liền biến mất ở cõi trời, hiện đến chỗ của vị thầy thuốc giỏi ở Thiền Bảo Châu. Trưởng giả tử yên ổn nằm ngủ ở trên lầu cao. 10.000 thiên tử cùng nhau đem 10.000 chuỗi ngọc trân châu đặt bên trên đầu nằm, lại đem 10.000 chuỗi ngọc đặt ở chân ông ấy, lại đem 10.000 chuỗi đặt ở hông phải, lại đem 10.000 chuỗi đặt bên hông trái, rồi mưa xuống hoa mạn Đà La, hoa đại mạn Đà La ngập đến đầu gối. Ánh sáng soi khắp, các loại nhạc trời phát ra âm thanh vi diệu khiến cho ở Thiền Bảo Châu mà người đang ngủ nghỉ đều tỉnh giấc. Ông trưởng giả tử Lưu Thụy cùng thức dậy, lúc đó 10.000 thiên tử cũng vô xong, đều lên không trung bay đi. Ở bên trong nước của vua Thiên Tự Tài Quang, ở đâu cũng đều mưa xuống hoa đẹp, hoa sen đẹp cõi trời. Cái thiên tử đó lại đi đến nơi ở cũ, trong cái ao nơi rừng sâu mà rải xuống nhiều loại hoa trời. Rồi cái thiên tử biến mất ở đây, trở về cung điện trời.
Tự ý tự hưởng thụ niềm vui năm dục. Sáng sớm, vua Thiên Tử Tại Quang hỏi các đại thần rằng: đêm qua vì nhân duyên gì mà bỗng nhiên hiện tướng đình hy hữu như vậy, còn phóng ra ánh sáng lớn? Đại thần đáp rằng: thưa đại vương, có các vị trời ở trong nhà của ông trưởng già tự lưu thủy, mưa xuống 40.000 trượng ngọc trân châu và hoa mạng đã la cõi trời gặp đến đầu gối. Nhà vua bảo vị đại thần rằng: người hãy đến nhà ông trưởng giả, gọi ông ấy đến đây cho ta. Vị đại thần tuân lệnh vua, liền đi đến nhà ấy, tuyên đọc thánh chỉ, gọi con ông trưởng giả. Trưởng giả tử liền đi đến chỗ vua. Nhà vua nói rằng: vì nhân duyên gì mà đêm qua hiện ra tướng điềm hiềm có như vậy? Trưởng giả tử đáp: như suy nghĩ của thảo dân, thì nhất định là điềm ứng với những con cá trong cái ao kia. Trong kinh đã nói, sau khi qua đời, chúng được sinh lên cõi trời tam thập tam. Chúng đến đền ân nên hiện tướng kỳ lạ hiếm có như vậy. Nhà vua nói rằng: làm sao ngươi biết được? Ông Lưu Thị đáp: đức vua nên sai sứ cùng với hai con của tôi đi đến chỗ cái ao kia kiểm nghiệm việc ấy là dối hay thật, mấy con cá kia đã chết hay còn sống. Nhà vua nghe theo lời nói đó, liền sai sứ và con trưởng giả đại trưởng giả tử đi về bên bờ ao đó. Họ thấy trong ao ấy có nhiều hoa màng đà la không thành một đám lớn, các con cá đều chết. Thế rồi họ vội vàng trở về tâu mọi việc với nhà vua. Nhà vua nghe vậy rồi lòng rất hoan hỷ, khen là việc chưa từng có. Bây giờ Đức Phật bảo thần cây Bồ Đề rằng: này thì nữ thiên, người này phải biết ông trưởng giả tử Lưu Thủy thời xưa chính là thân ta. Ông trưởng giả Trì Thủy là Diệu Tràng, hai người con kia con lớn Thủy Mãn tức là Kim Tràng, con thứ Thủy Tạng tức là Ngân Quang. Vua Thiên Tự Tại Quang kia chính là thân cây Bồ Đề, 10.000 con cá chính là 10.000 thiên tử. Nhân thuở xưa ta dùng nước cứu giúp đàn cá cho chúng được ăn no đủ, vì chúng nói 12 duyên gọi xa xa cùng chú Đà La Ni tương ứng này, là còn vì chúng xưng danh hiệu Đức Phật Bảo Kế. Nhờ cái lành này chúng được sinh lên trời, hôm nay họ đến chỗ của ta hoan hỷ nghe pháp, ta đều sẽ thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho tất cả nói ra danh hiệu của họ. Này thì nữ thiên, như thuở xưa ta ở trong sinh tử luân hồi trong các cõi, vì lợi ích cho khắp tất cả vô lượng chúng sinh và khiến cho tất cả họ theo thứ tự được thọ ký thành vô thượng giác, các ngươi đều nên siêng năng cầu giải thoát, không được buông lung. Bây giờ đại chúng nghe Phật nói vậy rồi đều hiểu rằng chỉ có dùng đại từ bi cứu giúp tất cả, si tu khổ hạnh mới có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Tất cả đều kính tinh sâu xa vô cùng hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Cang Minh Thủ Thắng Vương, quyển 9.